Ok anh em, hôm nay mình sẽ làm clip hướng dẫn cách đánh thằng cu Mephisto này. Tại vì mình làm clip đánh nu khá là lâu rồi nhưng mà mình chưa động đến thằng cu này. Cho nên mình sẽ làm clip hướng dẫn nó đánh từng bước một và nhân vật nào sẽ là khỏe nhất. Thì team mình muốn recommend cho anh, recommend tiếng Việt là gì? À, mình muốn giới thiệu cho anh em. Đó là team như thế, mình thay mất rồi à? Đâu rồi? Team như thế này, mình đặt lại đó. Đây, team như này. Tại vì sao nó lại rẻ và khỏe? Tại vì thứ nhất, sức mạnh của Sharon, anh em là chơi thì sẽ biết rồi, đó là một con quái vật. Anh em chỉ cần mua một cái uniform này thôi. Uniform này nó có cả heal, cả accumulation, các thứ rất là ngon. Heal ở chơi số 5, accumulation ở chơi số 3. Sau đó anh em có thể kiếm một cái unit CTP of energy cho nó rất là dễ dàng. Từ đâu thì anh em đi vào trong phần Legendary Battle này, đi xuống phía dưới cùng này ở Thor Ragnarok. Sau đó anh em nhìn phần yêu cầu á, thì khi mà anh em mua uniform của Hera rồi nâng nó lên Heroic thì nó sẽ cho anh em một cái CTP of Energy for free luôn, tức là rất là ngon đó, thì rất là rẻ luôn. Rồi sau đó nữa, mình sau khi có con Sharon như vậy rồi đúng không, là Max các thứ rồi đấy, thì mình sẽ đến với cả thằng Lead này. Thì hai thằng này anh em có thể kiếm được free. Thằng này thì là free tier 3, thằng này thì lên được level 66 sao ở Epic Quest này. Anh em nào, mình rất là khuyên anh em nên làm cái này, hoàn thành cái này thì sau khi xong á sẽ được cả hai thằng này luôn. Starlord thì anh em nếu có uniform mới càng nhất càng tốt, tại vì cái này nó cho leadership cao hơn. Hoặc là anh em có thể dùng uniform Guardians of the Galaxy 2 này cũng được đúng không, thì nó sẽ cho là 50% energy attack leadership ở đây. Còn phần military build á, mình sẽ làm chỉ là phụ là chính, tức là nó không phải là đánh chính. Đánh chính của mình sẽ là Sharon, và đánh phụ thì nó sẽ chỉ cần dùng một cái gear như này là ok thôi. Attack ở đây anh em muốn là 160 thì ok, còn đến 180, 200 càng tốt. Về phần trên này thì là landing damage hoặc là crit damage đều ok đúng không, ASUS là thứ thì như bình thường. Anh em nào muốn mình xem kỹ hơn cách chất chơi của thằng Military Build và Sharon đó, thì có thể vào phần playlist review nhân vật của mình đã làm về hai đứa này rồi. Anh em có thể xem cách đánh cụ thể của hai đứa đấy. Rồi tiếp theo nữa là về gì bây giờ? À, về card đó, thì anh em muốn có càng nhiều energy attack càng tốt. Mình biết là nick các mình rất là tàm, nhưng mà việc mình dùng một team như này ấy, hoàn toàn có thể anh em kể cả không có card ship vẫn chơi được bình thường đúng không? Thì nếu mà có peer càng tốt, không có cũng không sao. Energy attack thì chỉ cần khoảng vài chục, khoảng 5, 7, 5 chục gì đấy là chắc mình nghĩ là khá là đủ thừa rồi. Ok, thì đó là xong phần card và các nhân vật. Thì bây giờ mình sẽ đi vào phần world boss ở đây. Thằng này thì cần cái gì? Đó là nó có kháng, đây này, nó có kháng nguyên tố rất là cao, cho nên anh em không muốn dùng những bọn nào mà dùng cũng được nhưng mà né ra, tại vì những đứa nào Human Torch hay là Lightning Damage của Battle Review nó sẽ giảm đi một chút, thực ra cũng không quá nhiều cho nên là cũng không phải lo lắm. Nhưng mà đó, riêng chỉ có Luna Snow dùng Cold Damage là nó khỏe thôi, tại vì ai học hóa mà không ngu thì biết là lửa là sợ nước đúng không. Rồi còn đấy thì team như này mình sẽ lên cửa 9, tại vì nick card mình hiện tại rất là tởm cho nên mình đánh cửa 9 nó sẽ không bị chết nhanh quá. Được rồi, còn về phần striker thì mình có gì? Thứ nhất là mình striker mình sẽ ưu tiên những đứa nào mà có increase damage to super villain như này, hình mà có hình Captain America shield đó, hoặc là những thằng nào có power cosmic như này, nó có hình cái nắm đấm này, thì nó có cái super hero super villain increase damage deal là 12%. Đấy là trường hợp mà anh em thiếu damage. Nếu mà anh em đủ damage rồi mà anh em khi mà anh em chơi á thấy lúc nó Sharon mà đủ damage mà dễ chết á, thì mình sẽ có team như thế này. Thay vì những cái bọn nào tăng damage á, thì mình sẽ cho bọn flame như này vào. Bọn flame này thì nó có cái gì? Nó có increase fire resist, tức là nó tăng cái kháng hỏa cho anh em. Thì nó kháng cái lửa từ thằng Mephisto phun ra thì anh em sẽ nhận ít damage hơn. Đó, mà nếu mà đến như này rồi ấy, mà vẫn chết ấy, thì anh em có thể thêm thằng Venom vào. Venom khi mà nó nhảy vào nó sẽ cho anh em là hồi máu thì cũng rất là ngon đúng không. Thì mình dùng team như này, thì hiện tại mình sẽ dùng 3 team có 3 con Fire Resist này, nó sẽ cho mình là 60% Fire Resist, 60% kháng hỏa. Còn Sharon của mình ấy, có sẵn từ trong card là 24% ở đây, thì cộng vào nhau nó sẽ là 84,5% kháng hỏa. Thì khi gặp Mephisto đứng vào đấy đánh tha hồ cũng không chết được, được chưa. À, những thằng kháng hỏa này thì có Molten Man này, Human Torch này, mình có cả Blue Sunburst ở đây.
mà không nhớ, nó lại hầu như là khá là rẻ, khá là dễ kiếm, cho nên cũng không cần lo lắm. Khi mà dùng như này thì khi nhảy vào á, thằng này nó sẽ không có hiện máu, nó sẽ một cục đá như này. Thì anh em sẽ muốn dồn hết lực vào đánh càng mạnh càng tốt. Nếu mà đánh không trong kịp trong vòng khoảng 2 phút hay 2 phút rưỡi gì đấy, thằng Mephisto sẽ bảo là mày yếu như chó ấy, và nó sẽ giết cả team luôn, chứng tỏ là anh em phải cải thiện khả năng bản thân, cải thiện cót và cải thiện các thứ đó. Còn đánh chung cái này cứ xô vào đánh thôi. Còn phía dưới này để ý có một dòng một tím này này, thì khi mà nó mình càng đánh nó ấy, thì nó sẽ càng làm đầy lên, và khi đầy lên nó sẽ hiện một cái đường mình chạy xung quanh này. Khi mà mình chơi mình sẽ show cho anh em sau. Thì khi mình nhảy vào á, do mình dùng beta review làm đánh phụ á, cho nên là mình sẽ nhảy vào nó dùng chiêu rotation của nó trước, né những đòn của thằng Mephisto này thì không khó chút nào cả, tại vì nó cũng khá là đơn giản đúng không. Đó, sau khi mình xong một rotation này, mình sẽ dùng qua Sharon. Sharon thì anh em nào biết rồi thì nó là một con khổ dâm, nó phải nhận accumulation damage từ đối phương thì nó mới đánh khỏe được. Cho nên anh em muốn dùng đứng trước mặt thằng Mephisto như mình chẳng hạn, đứng trước mặt nó như này, sau đó đợi nó đánh mình, đánh mình như này thì mình mới dùng chiêu số 4 tiếp, thì nó sẽ accumulation, nó dồn chiêu nó khỏe hơn. Đó, thì chúng anh hầu như là nếu mà sợ địch dính đòn ấy thì né, còn không sợ thì cứ đứng trong mặt mình như này mà đánh thôi là xong. Đó, nếu mà thấy thiếu máu thì có nhặt những cái đòn này, cái cục này của thằng Venom đấy, điểm đến trước mặt nó này 3, 5 đó, xong đến 4. Thì do mình skip cái này rồi cho nên là mình chưa skip đấy, thì nó hiện ra một cái những cái con số là mã này đúng không, thì nó sẽ là theo thứ tự 1, 2, 3, 4, 5, 6, thì nó sẽ mở cái số đầu tiên ấy, nó sẽ random, thì nó sẽ đứng ở 1, 2, 3, 4, 5 hay gì đấy đi trong màn hình. Nhưng mà cái này ấy, nó sẽ đi theo hình ngôi sao, ví dụ khi một ở đây ấy, thì số 2 sẽ một lần ở phía phải này hoặc là phía dưới này, sau số 3 sẽ ở trên đấy cả thứ. Mình sẽ thử cho xem, ấn đi ở 1 đi ở đây, số 2 sẽ ở phía trái đúng không, 2, 3, anh em có thể thấy nó sẽ ảnh ngôi sao 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, đó, hình ngôi sao như vậy. Thì chỉ nhớ ra hai số ấy, là mình sẽ đoán được tất cả các đường của các số sau, thì liền tha hồ mà đặt thôi. Đó, số 6 như này là mình sẽ qua 100% là qua là cái phase này rồi. Rồi, khi mà qua phase đầu tiên này, nó sẽ chuyển qua dạng thứ hai, đó từ hình người sang hình đầu con dê, đầu sâu mặt ngựa. Đó, mình sẽ đứng trước mặt nó tiếp. Đó, khá đơn giản thôi. Anh em nào mà cảm thấy Sharon rotation thường của nó yếu ấy, thì nhảy vào dùng beta review 3, 4, 5, 6 như này là xong, rút được tầm độ vài ba cột máu gì đấy cũng rất là ok. Đó, sau đó lạnh nhảy ra ngoài dùng Sharon tiếp, nó đứng trước mặt nó 3, 5 đấy. Chung là Sharon nó, nếu mà anh em thấy nó mất máu anh em có thể ấn giữ 5 cho nó hồi máu là được. Nên này ra đứng bịu, mà khi mình thỉnh thoảng nó sẽ thả một cái vũng lửa này bay bay xung quanh màn hình ấy, xung quanh màn hình ấy, thì khi mà mình mắc kẹt như này vào, đứng như này vào, nó sẽ mắc kẹt vào đây và mình sẽ bị mắc à, không mắc à, tiên sư bắn lại đi, bắn đi, đây vị trí này thì mình sẽ mắc kẹt vào cái đường của thôi không được rồi, thôi chạy ra, sorry anh em, mình sẽ chạy như này và mình mở các cái đường này ra. Nếu mà mình không kịp, mình thử tử luôn này, nếu mà mình không kịp đóng tất cả những cái cửa này ấy, thì nhân vật nào trên màn hình ấn nhầm rồi, thì bất kỳ những đứa nào đứng trên màn hình hiện lúc này sẽ bị chết ngay lập tức. Thì ví dụ mà mình đang dùng Sharon mà mình không chạy kịp ấy, thì mình phải chuyển thật nhanh qua Starlord để mà thằng đấy nó bùng phát chết cái thằng trên màn hình luôn. Tí nữa nếu mà mình có cơ hội mình sẽ thử cho anh em xem. Mình sẽ dùng thằng này để hút được ít máu. Khi xuống khoảng hồ thứ 12 như này đấy, nó sẽ chuyển sang cutscene như này, thì mình sẽ dùng Sharon đây. Thì khi mà nó cutscene như này xong á, nó sẽ có một khúc là nó bắn một cái đường màu tím to đùng cả cái màn hình. Thì cái trông to như vậy nhưng mà nó đánh không có đau lắm. Cho nên thường mình dùng Sharon đứng trước mặt nó như này, đứng trước mặt nó như này 3, 5 tụ luôn, 6 là vừa khít. Nó rút được rất là nhiều máu đúng không. Rồi, nói chung là khá đơn giản. Đó, ví dụ hút máu thì có thể giữ 5 để hồi ít máu từ chiêu số 5 của Sharon cũng rất là ok. Hình như là 10% hay gì đấy. Chiêu số 6 nhanh này. Đó, thì như vậy là xong phase đầu tiên, phase tiếp theo của thằng Mephisto này. Sau đó nó sẽ chuyển qua phase cuối cùng của nó. Đây, ví dụ khi mình mắc kẹt rồi đấy, lại không mắc kẹt rồi. Thỉnh thoảng ấy mình sẽ mắc kẹt vào cái lửa của nó như vậy, mình do mình không show được, nhưng mà mình mắc kẹt như vậy thì nó sẽ hiện ra một cái đường
di chuyển xung quanh như này thì mình sẽ phải di chuyển cái joystick của mình, cái bên trái á, di chuyển sang trái phải để thoát khỏi cái đấy. Hoặc là anh em có thể đổi sang người khác, khi mà như vậy, khi mà mắc kẹt như vậy thì nó sẽ không bị dính nữa. Đó, tiếp tục đã bắn mình này. Quất em đi. Đó, 6. Đấy, rút lại rất nhiều máu luôn. Khi mà nó như này ấy, nó sẽ cửa face, cửa phát đầu tiên ấy, nó sẽ bắn ra mấy cái cục màu tím hình chữ thập, thì mình muốn né cái đó ra. Nếu mà không né ra ấy, là 100% sẽ mất 90% máu hoặc là chết. Đây, nó sẽ bắn này. Bắn này, không bắn à? Rồi mình skip đoạn đầu cho nên là nó không bắn nữa. Phí quá. Để đoạn nó bắn đã, xong rồi mình chơi tiếp. Bắn đi. Mấy cái này thì né thôi. Rất đơn giản đúng không? Đây là bắn này. Đấy, cái này thì mình chỉ đứng đợi một chút, 2 giây xong rồi né ra. Đó, thỉnh thoảng nó sẽ bắn 2 lần, thỉnh thoảng nó sẽ bắn 3 lần. Và nếu mà không chạy cái đấy là sẽ chết, cho nên là phải né cái này ra. Cái đấy đánh rất là đau. Rồi, mình sẽ không dừng chơi số 6 để cho nó vui. Dùng đi, tại vì sắp thời gian rồi. Ờ, cái gì đây? Nó trả cái của mình. Đó, thấy chưa? Dính một phát của nó đấy, đau chưa? Đây, giả sử mình không chạy được cái này chẳng hạn, mình sẽ đứng đây cho nó qua luôn cái này này. Đã khi mà hết có cái thằng mày nó tù xuống cuối cùng này mà mình không nhặt được tất cả 5 cái chữ La Mã thì mình sẽ bị chết thằng trên cùng màn hình, trên màn hình này. Đó là thằng Star Lord. Đó, nó sẽ ghi là sự cơn cuồng nộ của thằng Mephisto không thể bị kiềm chế, thì là bùng phát chết luôn thằng Star Lord ở đây. Đó, để sẽ quẩy nhảy qua dùng Sharon. Mình đang hơi chậm rồi, mình quá nói quá nhiều với cả không để ý cho nên là bị xì đà. Để lát nữa mình xuống, nếu mà không xong mình sẽ xuống cửa dưới một chút, mình sâu cho anh em. Làm gì? Khi mà nó như này ấy, xuống khoảng thứ cột 12 ấy, nó sẽ lên cơn tiếp và nó sẽ luôn 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 trong cơn cuồng nộ như này, mà mình không cần phải đánh nó cũng dồn cái đấy lên. Và trường hợp như này ấy, thì thỉnh thoảng mình cứ nhảy vào mình đập luôn, không cần phải chạy lấy cái đấy cũng được. Và mình thua, mình chết rồi. Đấy, để mình chạy lần nữa ở cửa thấp hơn để cho nhanh này. Coi như gọi là kiểu như là chạy lại từ đầu, kiểu như là revise, gọi là tiếng Việt là gì, ôn bài á. Đó, lại nhá, lần này đánh hẳn ho nhanh hơn này. Để nhảy phát vào dùng meter review. Đó, sau đó qua Sharon đứng ăn đòn 5, 6. Rồi, chạy xung quanh một chút, né cái đường này ra. Không né cũng được, chẳng sao. Để trường hợp mình có fire resist rồi, còn không có thì nên né. Đấy, nói chung là nhận đòn thôi. Khi mình ở trong chiêu số 3 của Sharon rồi ấy, thì mình rất là ít khi mà dính đòn mà chết, cho nên là khá là an toàn. Dùng số 6 luôn để mà skip phase này. Đó, thì xong cái phase đầu tiên đúng không? Rất là nhanh. Rồi, bây giờ mình sẽ đứng trước mặt thằng này tiếp, ăn đòn nó tiếp. Anh em nào muốn ý, thì có thể chuyển qua thằng Better Review để đánh độ vài ba rotation như này cũng rất là ok. Đó, ok đúng không? Rồi, dính đi. Đấy, như này này, là mình phải di chuyển cái con trỏ sang trái phải thì nó mới thoát được cái đường đấy của nó. Rồi, khi mà nó đấy như này á, thì mình chạy cửa hai này ấy, thì mình phải dụ một chút. Ví dụ như là thằng nó đang đi đến đây mà mình đứng dậy một lúc, xong rồi mình dụ nó qua, xong mình bên này nó đứng dụ một chút, sau đó chạy sang bên. Anh em nào mà chạy chậm quá thì có thể lắp thằng khác vào, ví dụ như Iron Man hay là Human Torch, rất là nhanh luôn, đánh nó đổi face luôn này. Nó bây giờ phát này thì đứng trước mặt thằng này, nó ăn đòn của nó xuống 4 là mình lùi lại đằng sau luôn, rất là tuyệt vời luôn. Vừa khít lỗ đít anh em, bệnh quá e, nó bệnh quá trời ơi. Đó, rồi xong đấy, đơn giản đúng không? Nói chung là anh em chơi nhiều rồi, quen rồi thì mấy thằng này không vấn đề gì. Bây giờ giả sử mình không né gì này, nó sẽ hiện bắn ra mấy cái đường màu tím này. Đó, đứng đợi một chút, không né. Giả sử mình không, đứng đợi đi.
xong né. À đù, 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 đù. Né, đó, thế thôi. Sau đó nhảy vào tiếp mặt trước mặt nó tiếp. Mình sợ không dùng chiêu số 6 thì mình dùng số 6, sợ thằng này chết luôn thì không có show được cho anh em cái gì hết. Mình sẽ qua beta review chơi. Khá là ổn áp. Này, từ né này. Đấy, có thể đổi người cũng được, đổi người để chuyển kiểu khẩn cấp cũng rất là ok. Đó. Đứng trước mặt tiếp. Dùng số 6 đi cho nó an toàn. Lại đỡ tí nữa như lúc nãy lại không xong kịp chắc. Rồi, đây bây giờ nó sẽ chuyển face này. Và qua hình con đầu khắc của nó này. Đó. Lag rồi. Đó, bây giờ thì Mephisto sẽ luôn 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 trong cái cơn thịnh nộ của nó. Cơn cuồng nộ. Thì mình chỉ cần chạy như này. Mình nhặt những cái chữ La Mã này của nó là xong. Thỉnh thoảng nó riêng với cả sau đó anh em chuyển đứng trước mặt nó như này. Tại khúc này đánh khá đau cho nên mình đứng ăn đòn nó xong mình rút cũng được rất là đừng chết vội. Khi mà anh em né có thể là cua cua như này, cua rất nhanh thì khi mà thằng Mephisto á nó mày đập á thì nó sẽ không đuổi được kịp mình. Đấy, mình hy sinh Star-Lord này. Boom. Rồi, mình sẽ qua thằng Beta Review finish là xong. Đó, thấy chưa? Khá là đơn giản đúng không? Mình nói đơn giản nhưng do mình có rất là nhiều card rất tởm rồi, nhưng mà mình nghĩ anh em bây giờ kiếm card không khó cho nên là anh em cứ chơi đi. Đó thì đó chính là cái team ngon rẻ nhất và mình chạy qua gì nhỉ? Sharon chạy qua Mephisto cho anh em. Bây giờ mình sẽ nói qua một chút những đứa nào khác cũng khỏe, đó là thằng Lead này thì có Cyclops này, Doctor Strange Lead cũng ok này, hay là anh em có thể dùng thằng này cũng là Vision, nó cũng là một con thằng rất khỏe luôn. Nếu mà anh em dùng làm lead á thì hơi thấp nhưng mà anh em có thể dùng được hai con support luôn. Hay là dùng team EC vừa rồi nhưng mà anh em có thể lắp con support như Mystic hay là Valkyrie vào cũng được. Hoặc là thay vì Sharon anh em có thể mua một thằng Human Torch cũng rất là ok luôn. Human Torch thì có thể là kia được, chỉ cần dùng dùng gì nhỉ? Custom Gear, Obelisk cũng ok. Đó, thì đấy là những team mà mình thấy là ngon, bổ, rẻ, khỏe nhất. Và mình đã chạy qua đánh cho em tận tình một từng chút một đánh Mephisto rồi. Anh em nếu thấy thế nào thì có thể comment cho mình biết. Có team nào ngon hơn thì có thể comment để người khác có thể xem tham khảo. Ok anh em, thank you, bye bye.